cả nhà sau khi ăn sáng xong thì men theo cái con đường hoa vạn đường Vạn Thành, giờ ra tới gần tới Tà Nung rồi. Phía trước mặt đó là nguyên một cái khu đồng bằng thung lũng hả? Đồng bằng thung lũng thuộc huyện Lâm Hà hả cô Thư? Lâm Hà. Thấy chưa? Lâm Hà chưa? Ở phía trong, Lâm Hà đi xe qua phía trong. Rồi chuẩn bị vô Tà Nung trước cái đã rồi mới tới Nam Bang, mà hôm nay mình sẽ tham quan cái khu vực này nha. Rồi mình chuyển cái góc nhìn ra phía trước cái.